Đề án 06 đã tiết kiệm cho nhà nước và người dân hơn 100 tỷ đồng. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành. Các sở ban ngành và ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án 06 theo lộ trình tiến độ đề ra. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính hoạt động ổn định, tích hợp và kết nối thông suốt đến các hệ thống thông tin của các bộ ngành. Hoàn thành việc cung cấp đủ 20 trường thông tin liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm phục vụ cho công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được thuận tiện. Số lượng thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến toàn trình và một phần đạt gần 58%. Đối với 25 dịch vụ công thiết yếu, theo đề án 06, năm 2023 đã có 11 trên 11 dịch vụ công của Bộ Công an phát sinh hơn 194.700 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ hơn 95,8%. 14 trên 14 dịch vụ công của các bộ ngành phát sinh hơn 76.600 hồ sơ, đạt tỷ lệ hơn 71%. Đáng chú ý, có 14 thủ tục có tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công đạt từ 90% trở lên. Việc thực hiện các dịch vụ công thiết yếu hàng năm đã tiết kiệm cho nhà nước và người dân hơn 100 tỷ đồng. Các sở ban ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết để thực hiện hiệu quả 43 mô hình điểm theo kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện các mô hình của đề án 06 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo. Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai kết nối, tích hợp hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an VNeID, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống thông tin khác của tỉnh, đang triển khai trên địa bàn tỉnh, hướng tới dùng tài khoản định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an quản lý để đăng nhập trên các hệ thống thông tin liên quan. Thực hiện việc kết nối tích hợp đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành để cán bộ công chức viên chức không phải thực hiện cập nhật trên nhiều hệ thống, gây lãng phí thời gian, chi phí, nguồn lực, giảm năng suất lao động. Đề án 06 của Chính phủ được triển khai với mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số, tức mọi thủ tục hành chính, giao dịch tài chính được cải cách, đơn giản hóa và đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến phục vụ nhân dân. Người dân tỉnh Quảng Ngãi đã bắt đầu được thụ hưởng những lợi ích từ đề án này đem lại, ghi nhận tại thị xã Đức Phổ. Địa phương được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sau 2 năm thực hiện đề án 06. Giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tiết kiệm kinh phí cho nhà nước trong công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ. Mục tiêu này đang được các xã phường của thị xã Đức Phổ triển khai hiệu quả. Các địa phương đã tích cực triển khai hàng loạt giải pháp để chuẩn hóa, số hóa, tái sử dụng dữ liệu hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Anh Kiên đến từ bộ phận một cửa của phường Phổ Thạnh để thực hiện các thủ tục liên quan đến hộ tịch tư pháp. Không cần phải kê khai bất cứ thông tin gì trên giấy, chỉ cần nộp một số giấy tờ có liên quan đến thông tin cá nhân. Từ cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư được chia sẻ, cán bộ tiếp nhận đã tra cứu thành công thông tin của anh Kiên và thực hiện giải quyết thủ tục nhanh chóng. Thì giấy tờ đã lên rồi, bên một cửa rồi, bên nói chung là chính rồi, tư pháp rồi, đây người ta làm nhanh gọn, không có rộn rã. Tiếp nhận hồ sơ của người dân, công dân á, về cái lĩnh vực hộ tịch á, thì hiện nay khai sinh á thì là làm cái thủ tục liên thông 3 trong 1, là người dân chỉ có cần nộp các cái giấy tờ liên quan, ví dụ như làm khai sinh á thì nộp cái giấy chứng sinh, rồi giấy kết hôn và cái ký công dân của cái người đi khai sinh, rồi chúng cán bộ tư pháp là tiếp nhận theo cái hệ thống liên thông 3 trong 1 của đề án 06 đó, thì là chỉ nhập vào và in phiếu hẹn ra luôn, tức là người dân không cần phải viết một cái giấy gì cả. Thực hiện đề án 06, thị xã Đức Phổ đã chỉ đạo các xã phường trên địa bàn đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, nhất là đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu liên quan đến người dân, ban hành kèm theo đề án 06. Chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến thay cho phương thức truyền thống. Hiện 100% xã phường trên địa bàn thị xã Đức Phổ đều có mô hình tuyên truyền về đề án 06, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đến nhân dân tại địa bàn cơ sở. Thực hiện 18 trên 25 dịch vụ công thiết yếu toàn trình và một phần.
tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến ngày càng tăng. Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án 06 để mang lại những tiện ích tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đây là cái nhiệm vụ cũng đã được đưa vào chương trình công tác của thị ủy để làm sao tiếp tục nâng cao và thực hiện các cái giải pháp tuyên truyền mới hơn, sâu hơn và có hiệu quả hơn để cho người dân là nắm bắt và chuyển hóa cái việc mà thực hiện các thủ tục giao dịch thông thường bằng cách đi đến các cái cơ quan, các cái trụ sở để làm việc, thì có thể ở nhà để rút ngắn cái thời gian làm việc cũng như là thực hiện cái thanh toán tại nhà và trả kết quả. Việc triển khai thực hiện hiệu quả đề án 06 của thị xã Đức Phổ có vai trò ý nghĩa tầm quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính nhà nước theo hướng hiện đại, góp phần hình thành chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.